thưa quý vị. Đây là cảnh buôn bán ngoài bến sông. Khi một chiếc xuồng vừa cập bến, một người sẽ vội nhảy lên bờ, cột dây thật chặt. Những người bạn hàng lúc đó sẽ nhảy xuống xuồng ra giá thật rôm rã. Tiếng người ta tranh nhau hỏi, cá linh, cá chạch, lương giá mấy? Xen lẫn với tiếng cá quẩy, tiếng nước rớt lõn tỏn từ vợt, làm cho không khí đã náo động, càng náo động hơn. Thưa quý vị, do bắt cá bằng cái vớn, nên ghe cá này có đủ loại cá, cá linh, cá chạch, cá rô. Cá sau khi phân loại sẽ còn là cá tạp. Cá tạp được bạn hàng mua với giá 6.000 đồng một ký, đem về làm mồi cho cá lóc. Còn cá chạch, lương đồng đã được phân loại sẽ được đưa đi các chợ đầu mối, nên có giá cao từ 40 đến 60.000 đồng một ký. Lũ mang về thật nhiều niềm vui, mang về sự trù phú cho những con người đã quen sống chung với lũ. Nên đến mùa lũ mà không đi đánh bắt cá, chắc những người dân này sẽ nhớ lũ lắm. Về ý nghĩa địa danh, Mộc Hóa có ba nguồn gốc. Thứ nhất, Mộc Hóa theo nghĩa đen là mốc quá, vì đây là đất phèn thời tiết hai mùa rõ rệt, 6 tháng mưa, 6 tháng nắng, tương ứng với mùa khô và mùa lũ lụt, do nguồn nước sông và nước ao đìa bị nhiễm phèn nặng. Nên trong mùa khô, người dân sử dụng nguồn nước trên để sinh hoạt hàng ngày như tắm, giặt giũ, riết rồi da bị mốc, nên gọi là mốc quá, đọc trải đi là Mộc Hóa. 2. Mộc Hóa theo nghĩa bóng là ơn mưa móc của tạo hóa, vì những lưu dân đầu tiên đến vùng đất này để tìm đất sống là do họ né tránh chiến tranh và triều đình phong kiến. Họ sống âm thầm lặng lẽ như vùng đất hoang sơ, không có dấu chân người, đập lúa ma, bắt chim trời cá nước để sống qua ngày. Không được hưởng ơn vua lọc nước, do đó chỉ hưởng ơn mưa móc của tạo hóa, cho nên họ tự đặt tên là Mộc Hóa. 3. Nguồn thứ ba là do chiết tự Mộc Hóa, là do cây thành đất, vì đây là vịnh biển do sông Cửu Long bồi đắp qua hàng ngàn năm lũ lụt, vùi lấp những cây cỏ, hình thành nên vùng đất này. Có câu ca dao: em người con gái Bắc Chang, lấy chồng tân lập, đêm đêm giả bàn. Anh đi ghe cá mũi son, để em đương đệm cho mòn ngón tay. Những câu ca dao trên phản ảnh sinh hoạt nghề nghiệp ngày xưa của người dân nơi đây, cũng như loài thực vật chủ yếu nơi này là loại cỏ bàn, dùng để đương đệm thành các sản phẩm như đệm để nằm ngủ, để phơi lúa, làm bườm ghe, cà ròn đựng nông sản, túi đựng muối, nốt để ngủ, nón, túi sách, cặp sách, vân vân. Chợ thiệt nhiều thứ cá, thứ thì chài lưới ở bên này, thứ thì đánh bắt ở bên kia, và đủ cả người Việt, Miên. Nhưng có lẽ người ta bu lại đông nhất là ở mấy sạp bán rắn và chuột. Hổ hành, loại lớn gần cầm tay, vải xanh biết gì no mồi, rồi còn rắn nước, ri voi, bông súng. Chuột đồng lông ướt mẹp, nằm chen chúc trong lòng. Dữ dằn nhất là mấy con chuột cống nhum, lông vàng khè, bự chảng,
râu dài mọc ở hai bên mép. Mấy cái răng cửa nhìn thấy ớn, nó mà phập một cái là lãnh thẹo ngay. Mặt trời đã lên cao hơn, cái lạnh cũng bớt dần, người ta cân cá cũng gần xong. Tiếng ghe nổ mái lạch bạch rền vang, làm cho không khí nơi này trở nên ồn ả. Một số người quay ghe ra về khuất dần trên đồng lũ. Trên bờ, tiếng kỳ kèo khen chê của những thương lái thu mua cá tiếp tục làm sôi động cả một góc chợ. Nơi đây, bạn hàng toàn bày bán rạc sản vật đồng mùa lũ như cá, tôm, cua, ốc, lương, rắn, bông súng, gà nước. Phía trên đê là hai dãy bán hàng bông đủ loại đặc sản của mùa nước nổi. Đây là cỏ lát. Cỏ lát này nó khác hơn ốc bù đấy, cho là kính các bạn. Còn đây là con ốc bù. Đích sẽ nhọn hơn, phân biệt rất rõ. Quý vị có thể đi dạo quanh một vòng chợ xem xét các món được bày bán trước khi quyết định ra một thực đơn cho ngày hôm nay. Lẩu mắm hay thịt chuột khìa nước dừa, hoặc là ba khía hay rắn bầm xả ớt. Ngon nhất có lẽ là món cơm trắng mồ côi, ăn với nước mắm kho quẹt, kèm theo một dĩa rau luộc đủ thứ. Chợ bày bán quá chừng nhiều thứ, nhưng không thu hút bằng chú chó mực này. Nhìn cũng ngộ, con chó vàng cườm mà kêu tên mực. Mà chó mực nhìn ngầu chứ đâu có dễ thương và lành tính như chú chó này. Nhìn vậy chứ chú chó này đã được 14 tuổi rồi đó quý vị. Hơn chục năm thân tính với chủ nhân, nên chú chó này được ưu đãi ghê nè. Được dành cho riêng một cái xề để nằm quay tiệm nữa chứ. Mùa này nước ngập nên các loại rau củ quả cũng bày bán ít hơn, nhưng chất lượng vẫn không thua gì những ngày mùa khác. Nhìn đã mắt nhất là trái bầu sao, vỏ xanh non nhìn thiệt ngọt. Đi lòng vòng quanh chợ cũng thấy nơi này giống như bao chợ miền Tây khác. Cũng bông điên điển, bông súng, cũng các loại cá tôm. Cá được bày bán nhiều quá chừng, nhìn là muốn mua hết về ăn cho đã thèm. Cá rô non mua về chiên giòn, chấm nước mắm chua ngọt. Cá thiểu kho tiêu ăn ngon bá phát. Cá trê chiên giòn chấm nước mắm gừng. Cá lóc nấu canh chua. Mấy món ăn miền Tây đơn giản, mà sao món nào ăn vô cũng dễ ghiền. Ăn một lần là muốn ăn thêm 2-3-4 lần nữa. Quý khách nào có dịp rảnh rỗi, nhớ về miền Tây mùa nước nổi, đem theo vài trăm ngàn là ăn đặc sản căng bụng. Ký cá rô nhỏ có 20.000 đồng ký, cá lóc lớn 60.000 đồng, rắn 250.000 đồng một ký. Chỉ cỡ 300.000 là có mồi nhậu mệt nghỉ, vậy nên đừng bỏ lỡ một lần ghé thăm miền Tây mùa lũ quý vị nha. Những ai mới đến miền Tây này lần đầu đều đặt dấu hỏi. Quán cà phê nhiều đến vậy, lấy đâu ra khách uống cà phê? Gu cà phê của người miền Tây là thích cà phê ngọt, không mặn, mà với những loại cà phê bột chế biến sẵn. Cà phê đã có các đầu mối chuyên chế biến cà phê bỏ cho các quán. Những quán cà phê có tiếng đều có bí quyết chế biến riêng,
làm cho khách hàng nghiện luôn hương vị cà phê của mình mà không thể bỏ được. Người miền Tây có thói quen uống cà phê sáng, đi dọc theo các con đường, ngõ hẻm, lúc nào cũng thấy xôn xao tiếng nói cười của những quán cà phê bình dân. Sáng Mộc Hóa trong lành và yên ả. Đi cà phê buổi sớm, khách không chỉ được ngắm nhìn khung cảnh mơ màng của thành phố bên sông, mà còn được lắng nghe những câu chuyện hết sức đời thường của những cô, những bác đi tập thể dục về. Những câu chuyện bán buôn của những người bán vé số, bán báo dạo, hay chỉ đơn giản là những câu thăm hỏi niềm nở rất miền Tây của chủ khách dành cho nhau. Thiết nghĩ, trong cuộc sống xô bồ này, được lắng nghe tiếng đời bên vị cà phê thơm phức là một hạnh phúc giản dị mà không phải ai cũng từng một lần được nếm trải.